Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 19 tháng 7 năm 2023. Kính thưa quý vị, tờ báo quốc tế cho biết có thể nói rằng mưa, lũ chồng lũ, bão chồng bão trong nhiều ngày vừa qua đã làm cho Trung Quốc bị thất thủ và tê liệt. Liên tục từ đầu tháng 5 năm 2023, bầu trời phía Tây, phía Nam, phía Đông, phía Bắc của Trung Quốc liên tục chỉ xuất hiện một màu đen tối bởi những cơn mưa to đến rất to, trút hàng ngàn tấn nước từ trên trời dội xuống phía Trung Quốc, khiến mực nước con sông Dương Tử và Hoàng Hà, Mê Công tăng cao và khả năng còn cao hơn nữa trong những ngày tới. Con đập Tam Hiệp lớn nhất của Trung Quốc sẽ không chịu được sức ép. Nhiều chuyên gia thủy lợi hàng đầu của Trung Quốc và thế giới cảnh báo rằng nếu như mưa, bão, lũ lụt không chấm dứt tại Trung Quốc trong một vài ngày tới, thì rất có thể con đập Tam Hiệp sẽ có nguy cơ bị vỡ lên tới 99,8%. Và nếu như nó vỡ thật thì toàn bộ đất nước của Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra ngoài biển khơi. Và khi đó, tất cả bản đồ trên thế giới sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc nữa. Vì hồ chứa đập Tam Hiệp bây giờ đã lên tới hơn 90 tỷ mét khối nước. Đấy chính là lý do vì sao mọi người thường nói con đập Tam Hiệp lớn nhất của Trung Quốc là công trình vĩ đại, là biểu tượng thủy điện của Bắc Kinh. Nhưng nó chính là tử huyệt của chính quyền của ông Tập Cận Bình. Và đứng trước mối nguy hiểm đó, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập, được cho là đang kêu gọi toàn dân, toàn quân của Bắc Kinh đứng lên chống chọi lại với cả bão lũ và mưa gió. Tuy nhiên, theo một nguồn tin được cho là cực xấu đối với cả Trung Quốc, khi trên hình ảnh vệ tinh cũng như là Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn của nước này cho biết, Trung Quốc từ nay đến cuối tháng 9 sang đến tháng 10 thì nước này vẫn còn gánh chịu ít nhất là 15 trận mưa to đến rất to, 26 trận lũ quét và trận động đất, 1 trận sóng thần, 2 trận cuồng phong, 9 cơn bão nữa và rất nhiều tuyến đê bị vỡ. Mưa dầm thì thấm lâu, nhiều khả năng sẽ rất nhiều con đập và tuyến đê bao sẽ không thể trụ nổi và vỡ toang. Và thông tin trên đã khiến cho ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Kính thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, do hoàn lưu bão số 5 xuất hiện khiến cho bầu trời Trung Quốc liên tục bị tối sầm. Mưa to gió lớn liên tục xảy ra, vì thế mà sạt lở đất, lũ quét, lũ ống đã xuất hiện khiến cho nhiều thành phố bị cô lập. Thiệt hại ước tính khoảng 130 tỷ nhân dân tệ và đây là con số thiệt hại vô cùng to lớn đối với cả Trung Quốc trong lịch sử. Chính quyền của ông Tập Cận Bình không biết phải xử lý ra sao khi mưa to lũ quét từ thượng nguồn con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp vẫn tiếp tục ồ ạt đổ về vùng hạ lưu, khiến nhiều khu vực phía nam của nước này vẫn bị phong tỏa. Nhiều người dân của Trung Quốc bây giờ không biết phải chạy đi đâu bởi vì biên giới Lào, Myanmar, Miến Điện, Triều Tiên và Nga đều đóng cửa, không cho người Trung Quốc vượt biên sang trái phép. Khu du lịch Vạn Lý Trường Thành, nơi người dân từng chạy lên để tránh trú, nay đã quá tải và đứng trước tình cảnh đó. Ông Tập kêu gọi các nhà khoa học của Trung Quốc hãy phát minh ra những con robot để có thể khống chế được mưa bão. Tuy nhiên, ý tưởng của ông Tập ngay lập tức đã bị nhiều quan chức của nước này bác bỏ bởi vì quan chức của Trung Quốc cho rằng đến các cường quốc như Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản còn phải đầu hàng trước thiên nhiên và dịch bệnh chứ nói gì đến Trung Quốc, một nước chỉ biết đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước yếu thế trong khu vực. Chuyên đi ăn cắp các quyền sở hữu trí tuệ của thế giới thì làm sao có thể xác minh ra robot để chống chọi lại với cả thiên nhiên và thảm họa. Kính thưa quý vị, tình hình mưa lũ ở Trung Quốc vẫn tiếp tục căng như dây đàn. Khi ngày 18 tháng 7, một cơn bão siêu mạnh số 5 tiếp tục vào phía Trung Quốc từ Biển Đông khiến cho thủ đô Bắc Kinh ngập chìm trong biển nước, trong đó quảng trường Thiên An Môn ngập tới 3 mét. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết cơn bão số 5 lại xuất hiện, đổ bộ vào Trung Quốc khiến thủ phủ Bắc Kinh tê liệt. Đường phố, cầu cống bị đánh sập, nhà cửa bị cuốn trôi và bị hư hỏng nặng. Nhiều tuyến đê bao xung quanh thủ đô Bắc Kinh bị vỡ, khiến cho hàng ngàn người dân của nước này phải sơ tán gấp vào rạng sáng ngày 19 tháng 7. Được biết, cơn bão số 5 được hình thành từ ngoài khơi Biển Đông, giáp với quần đảo Hải Nam của phía Trung Quốc. Sức gió của cơn bão mạnh cấp 12, giật cấp 13 khi nó quét qua các thành phố như Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Chiết Giang, Giang Tô. Nó đã làm tan nát một cảng biển, khiến ba con tàu hải cảnh của phía Trung Quốc chìm xuống đáy Biển Đông. Xoay quanh thông tin thảm họa từ mẹ thiên nhiên đã kéo theo hàng loạt những thảm họa nhân tạo tại Trung Quốc khi mưa lớn nhiều ngày qua đã khiến cho các lớp đất bị vỡ và bão hòa nước nghiêm trọng, khiến cho một vụ lở núi đá kinh hoàng xảy ra ở tỉnh Hàn Huy. Miền Nam của Trung Quốc làm sập 12 tòa nhà cao tầng, trong khi 5 tòa nhà kế cạnh đã bị đổ nghiêng, trông giống như một món đồ chơi mà trẻ con đã gạt qua một bên. Và những công trình này vừa mới đi vào hoạt động vào đầu tháng 1 năm nay.
nhưng rất tiếc những công trình xây cất mới mẻ, hoành tráng này của Trung Quốc đều đã thất bại trước phép thử của mẹ thiên nhiên. Theo đó, rất nhiều người được cho là mắc kẹt và thương vong trong vụ thảm họa thiên tai lẫn nhân tai này. Hiện lực lượng chức năng của Trung Quốc vẫn chưa thể ước tính được con số thiệt hại. Theo nguồn tin từ tờ báo địa phương cho hay, vụ lở núi kinh hoàng đã xảy ra vào lúc 16 giờ chiều ngày 18 tháng 7. Theo giới chức địa phương tại quận Giang Minh, thành phố Hạ Lộ, tỉnh An Huy, theo thông tin, đây không chỉ là đơn giản một vụ lở núi bình thường, mà còn là hàng triệu khối đá rơi xuống cạnh sườn núi, kèm theo lũ bùn và đá ào ào lao xuống các khu vực tòa nhà. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy hàng chục tảng đá núi nặng cả tấn trên độ cao hơn 100m nằm đổ ào ào xuống, nằm ngổn ngang khiến các tòa nhà đổ nát như một khối đất xây dựng lớn. Trong khi nhiều tòa nhà khác đã bị sập thì vẫn còn 11 khối. Nhiều nhân chứng vụ việc kể lại, thời gian xảy ra hỏa hoạn thì mưa rất lớn, hầu như người dân ai cũng ở trong nhà. Anh Lưu, một nhân chứng may mắn thoát nạn cho biết, dù không có động đất nhưng họ cảm thấy mọi đồ vật như đèn chùm, bàn ghế, tivi đều có dấu hiệu bị nghiêng. Trong lúc còn đang hỏi nhau về chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng động lớn từ trên núi vang lên, ngay sau đó là đất, đá và lũ cuồn cuộn từ độ cao 100m ập xuống nhanh như chớp. Mọi người trong tòa nhà nháo nhào giành nhau chạy xuống đường ra qua thang bộ. Tình trạng hỗn loạn chưa từng có, nhiều người bị thương do dẫm đạp lên nhau vì tòa nhà nơi anh Lưu sinh sống thì càng lúc càng nghiêng và trực chờ đổ sập. Khi vừa thoát ra được bên ngoài, nhìn ra những tòa nhà bên cạnh đều đã lần lượt đổ sập hệt như trò chơi domino. Kinh hoàng nhất là sau đó, tiếng khóc cầu cứu vang lên. Theo nguồn tin của chúng tôi có được cho thấy, 15 tòa nhà đã bị đổ sập, sụp đổ, vỡ vụn hoàn toàn, trong khi 2 tòa nhà khác bị nghiêng một góc 45 độ. Ngay sau khi nhận được tin báo, thì chính quyền đã điều động 5 đội cứu hộ. 500 nhân viên cùng 137 xe cứu thương và xe cứu hỏa được triển khai đến hiện trường. Khoảng 20 phút sau vụ sập tòa nhà, thì các lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 256 người bị mắc kẹt, trong đó có 51 người bị thương nặng. Lực lượng cứu hộ đã phát hiện vẫn còn một nhóm người đang đợi chờ được giải cứu. Theo một số nguồn tin khác cho biết, có tổng cộng 22 tòa nhà bị sập, ít nhất là 7 người được cứu sống và 41 người vẫn còn mất tích. Sau vụ lở đất, những ngoại giới vẫn nghi ngờ về những số liệu này. Nói về nguyên nhân thì thiên nhiên là một phần, nhưng chất lượng công trình Made in China thì vang danh toàn cầu. Không còn ai xa lạ khi nổi tiếng là công trình đậu hũ, tham nhũng, bon rút và làm vật liệu giả tràn lan. Nhưng theo một nguồn tin đáng tin cậy mà chúng tôi có được, theo người dân tại đây, một nguyên nhân quan trọng dẫn đến thảm họa này xảy ra gần đây, người ta liên tục trút bùn đất bên cạnh khu vực tòa nhà tạo thành độ cao 100m cùng với việc khai thác than đá cũng là một tác nhân góp phần xảy ra vụ việc lần này. Mỗi khi trời mưa thì khiến cho con đường nham nhở những bùn đất và đá. Người dân địa phương phàn nàn về vấn đề này trong một thời gian dài nhưng không được giải quyết. Cũng theo nhiều nguồn tin cho biết, gần 60% địa phương ở Nam Trung Quốc đang gặp mưa dông lớn. Lũ tuôn như thác nước vào ngày 18 tháng 7. Mưa lớn đã gây lũ lụt nghiêm trọng, khiến nhiều nhà dân ở các thành phố thuộc tỉnh An Huy, Tứ Xuyên, thành phố Trùng Khánh và khu tự trị dân tộc Trang, tỉnh Quảng Tây bị ngập lụt tạo thành thác nước. Qua cửa sổ của ngôi nhà, truyền thông của Trung Quốc đăng video cho thấy nước lũ tràn vào tầng 3 của một tòa nhà chung cư ở quận Kiên Giang, thành phố Trùng Khánh vào ngày 18 tháng 7. Dòng nước lũ đục ngầu tuôn ra xối xả từ các cửa sổ của ngôi nhà như thác. Nước lũ còn được nhìn thấy chảy ra với cường độ nhẹ hơn từ những ngôi nhà bên cạnh. Kính thưa quý vị, trong lúc ngập lụt nghiêm trọng hoành hành ở nhiều nơi, thì tại các tỉnh miền Nam và Trung Quốc nổi lên hàng loạt những trận bão lửa địa ngục vạn năm có một, sản sinh ra hàng triệu tia sét trong thời gian ngắn đánh xuống mặt đất, mang theo những ngọn lửa bất tử, thiêu đốt sạch sẽ. Hàng loạt thị trấn tại đây chỉ trong vòng 3 ngày đã cướp đi gần ngàn sinh mạng, chưa kể đến những nạn nhân đột tử hoặc nhập viện do bị sốc nhiệt và mất nước. Cũng theo hãng tin AP cho biết, nhiệt độ bất ngờ tăng lên từ 33 độ đến nền nhiệt vượt ngưỡng 50 độ chỉ trong vài ngày. Quá sức khủng khiếp, từ đó hình thành nên những trận bão lửa đỏ rực, sản sinh ra một gần triệu tia sét chỉ trong vài giờ, thiêu đốt 5 thị trấn trong biển lửa địa ngục rải rác ở các tỉnh Phúc Kiến, Hà Nam, cũng như khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây và khu tự trị Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Nhiều cư dân mạng hoảng sợ viết đăng tải trạng thái trên Weibo rằng địa ngục đang đến gần. Cũng theo tờ báo địa phương thì hỏa hoạn khắp nơi đang đe dọa các công trình xây dựng và sự an toàn của cư dân thị trấn sau khi nhiệt độ tăng vọt lên mức kỷ lục 50 độ C. Tính đến ngày hôm qua, lửa lan rộng gần 50.000 km2, thiêu rụi 90% diện tích khu vực này của Trung Quốc.
11 người dân sống ở Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc may mắn thoát chết trong trận hỏa hoạn vì sét đánh sáng ngày 19 cho biết. Thật là thảm khốc, cả thị trấn bốc cháy ngùn ngụt, dường như những ngọn lửa bất tử, ngay cả lúc trời đang mưa to vẫn bốc cháy không ngừng. Thật tồi tệ, tôi chưa bao giờ chứng kiến bất cứ điều gì như thế này. Nhận định về hình thái thời tiết trên tại Trung Quốc, nhà khoa học khí hậu Lian của Viện Đại học Caen của Pháp nhận định, đây là trận hỏa hoạn đặc biệt khắc nghiệt nhất mà ông từng thấy trên vệ tinh. Đây là những bão lửa theo đúng nghĩa đen tạo ra hàng nghìn tia sét và gần như chắc chắn là vô số vụ cháy mới sẽ tiếp tục xảy ra tại Trung Quốc trong thời gian sắp tới. Các chuyên gia tỏ ra vô cùng lo lắng khi nhiệt và khói từ các đám mây bốc lên cao, chúng có thể tạo ra bão lửa khủng khiếp hơn. Trước những hậu quả mà đợt nắng nóng bất ngờ này, thì giới chức Trung Quốc đã khẩn cấp ban hành lệnh sơ tán cho toàn bộ các cư dân ở những khu vực sẽ hứng chịu những đợt nắng nóng kỷ lục. Bên cạnh đó, thì nhiều người dân chạy trốn lên các thành phố phía Bắc của nước này. Theo thống kê của cơ quan y tế, cho đến nay đã có 825 người tử vong do lửa bốc lên, thiêu rụi cả căn nhà, khiến người dân không kịp chạy thoát. Hơn 2.100 người phải nhập viện cho đến nay và có liên quan đến cái chết của gần 500 người. Một số đám cháy bùng lên trong khu vực khi nắng nóng tiếp tục thiêu đốt miền Tây Bắc của nước này. Trong số gần 1 triệu tia sét trong đám mây có nghĩa là không chạm đất, thì ông Lian cho biết có 98.948 tia sét đánh từ đám mây xuống đất trên cùng một khu vực. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, sắp tới nhiều khu vực tại các tỉnh miền Tây có thể sẽ hứng chịu mức nhiệt từ 38 đến 42 độ C. Ở một số khu vực, nền nhiệt thậm chí có thể vượt ngưỡng 50 độ C. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo người dân cần đề phòng nắng nóng, những người phải làm việc ngoài trời nên thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân như mặc đồ bảo hộ chống nắng, uống nước chia làm nhiều lần và chia thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.